Sách Nhịp Cầu Tri Thức xin chào tất cả quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Ông là người có tài chỉ huy quân sự, đã lãnh đạo quân và dân nhà Trần 3 lần đánh đuổi quân xâm lược Nguyên Mông ra khỏi bờ cõi của đất nước. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn cũng là tác giả của bài Hịch Tướng Sĩ rất nổi tiếng. Ông luôn đặt quyền và lợi ích của nhân dân của đất nước lên trên hết. Ông đã cố gắng hòa giải mọi xung đột trong dòng tộc, trong triều đình vì một cái chung lớn, đó là toàn dân tộc. Ông quan tâm đến đời sống nhân dân cả trong thời chiến lẫn trong thời bình. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn không chỉ riêng là một nhà quân sự lỗi lạc, mà ông còn là một tấm gương sáng ngời về lòng yêu nước thương dân. Trong chương trình ngày hôm nay, xin được giới thiệu đến tất cả quý vị, các bạn và các em truyền tranh lịch sử Việt Nam, Trần Quốc Tuấn, nhà quân sự thiên tài. Trần Quốc Tuấn sinh năm 1231, là con trai của An Sinh Vương Trần Liễu. Ngay khi Quốc Tuấn mới chào đời, một ông thầy tướng đã phán: con người này rồi sẽ làm nên đại sự. Lớn lên, Trần Quốc Tuấn khôi ngô và thông minh hơn người, lại chăm chỉ học hành, luyện tập võ nghệ. Cha Trần Quốc Tuấn vốn có hiềm khích với vua Trần Thái Tông. Trước lúc qua đời, ông cầm tay Quốc Tuấn mà dặn dò: nếu con không vì cha mà lấy được thiên hạ, thì ở nơi suối vàng, cha không thể nhắm mắt được. Quốc Tuấn nhớ lời cha dặn, nhưng không cho là phải, vì với ông, quyền lợi của đất nước dân tộc là trên hết. Để dò lòng các con và tướng sĩ, một hôm, ông đem chuyện kể với người con trai trưởng. Xưa nay, ai cũng muốn có thiên hạ để truyền lại cho con cháu. Con nghĩ sao về việc này? Hưng Vũ Vương Quốc Hiến trả lời: thưa cha, việc ấy đối với người khác cũng không nên làm, huống chi ta lại là người trong họ. Nghe vậy, Trần Quốc Tuấn tỏ ra rất hài lòng. Hôm khác, Trần Quốc Tuấn lại đem chuyện hỏi người con thứ là Hưng Nhượng Vương Quốc Tảng. Quốc Tảng liền thưa: như Tống Thái Tổ kia vốn chỉ là một lão nông, vậy mà còn có thể thừa cơ giấy binh, lấy lại được cả thiên hạ, huống là... Nghe đến đấy, Quốc Tuấn liền rút gươm: loạn thần do tặc tử mà ra. Thấy cha nổi giận, Quốc Tạng khóc quỳ gối xin tha thứ. Quốc Hiến cũng chạy tới: xin cha tha tội cho em con, nó còn trẻ người non dạ. Trần Quốc Tuấn nói: nể tình cha con, ta tha tội chết cho ngươi, nhưng từ nay ta với ngươi không còn tình nghĩa gì nữa cả. Rồi ông quay sang Quốc Hiến: khi nào ta chết, phải đợi lúc đậy nắp quan tài lại mới được cho Quốc Tảng vào viếng. Với các tướng trong triều, Trần Quốc Tuấn luôn suy nghĩ: quân có đoàn kết thì nước mới mạnh. Và ông tìm mọi cách để hòa giải những mối hiềm khích. Vốn từ trước có mối bất hòa với Trần Quang Khải, Trần Quốc Tuấn đã chủ động mời Trần Quang Khải đánh cờ, lại còn sai người nấu nước lá thơm và tự tay tắm cho Quang Khải. Trần Quang Khải cảm động lắm. Từ đó, quan hệ giữa hai người trở nên thân thiết. Tin ấy nhanh chóng được lan truyền đi. Các tướng sĩ kháo nhau: đại vương tắm cho thượng tướng rồi đấy, chúng ta sẽ không còn lo nữa rồi. Việc phục chức cho Trần Khánh Dư cũng là mối trăn trở của Trần Quốc Tuấn. Thưa bệ hạ, Trần Khánh Dư là một tướng tài, lại đóng góp nhiều cho nhà Trần. Theo thần, bệ hạ nên phục chức cho Trần Khánh Dư. Cả triều thần đồng lòng hưởng ứng: xin bệ hạ phục chức cho Trần Khánh Dư. Vua Trần Thái Tông đồng ý, mọi người đều vui mừng. Sau lần xâm lược nước ta vào năm 1258 bị thất bại thảm hại, quân Nguyên lại âm mưu xâm lược nước ta lần thứ hai. Trần Quốc Tuấn tâu với vua Trần: để lòng người quy về một mối, hợp sức chống giặc, thần trộm nghĩ phải mở một hội nghị để bàn kế sách. Vua đồng ý và cho triệu tập hội nghị ở Bình Thang. Tại hội nghị,
mọi người bàn với nhau nên đánh hay nên hòa. Thế của giặc rất mạnh, chúng đi đến đâu là thắng đến đó, vậy nên hàng là cách tốt nhất. Trần Quốc Tuấn kiên quyết: theo thần, quân Nguyên dù mạnh nhưng cũng không thắng nổi ý chí đồng lòng đánh giặc giữ nước của quân ta. Chúng ta phải quyết đánh tới cùng. Không khí trở nên căng thẳng. Trong lúc hội nghị đang bàn kế sách, bỗng có tiếng nói lớn vọng vào: thưa bệ hạ, đánh! Thì ra đó là Hoài Văn Hầu Trần Quốc Toản, cháu của Trần Quốc Tuấn. Vì còn nhỏ tuổi nên không được dự bàn, phải đứng ở bên ngoài. Sau khi nghe quần thần nghị sự, vua truyền chỉ dụ: cả nước đồng lòng đánh giặc, ngay cả một đứa trẻ cũng quyết tâm đánh. Vậy thì ta phải đánh tới cùng. Nay ta phong Trần Quốc Tuấn làm quốc công tiết chế, thống lĩnh quân sĩ cả nước để đánh giặc. Tin từ hội nghị Bình Thang nhanh chóng truyền ra biên ải. Tướng giặc là Hốt Tất Liệt vô cùng tức tối. Hắn liền cử con trai là Thoát Hoang đem quân sang xâm lược nước ta lần thứ hai. Thoát Hoang vốn kiêu ngạo, nay được viên tướng Toa Đô cùng hợp sức tấn công Đại Việt nên tỏ ra khinh địch. Quân đi đến đâu, hắn chẳng ngó ngàng gì, mặc cho binh lính dưới quyền ăn chơi, cướp phá. Vua cho vời Trần Quốc Tuấn đến. Nay giặc đã đến gần bờ cõi, trẫm giao cho khanh việc trấn giữ vùng biên cương phía bắc, còn trẫm sẽ là người tổng chỉ huy ở hậu phương. Thần xin lĩnh chỉ. Giọng Quốc Tuấn dõng dạc. Trong cuộc tổng duyệt binh ở bến Đông Bộ Đầu thuộc Bắc Hà Nội, Trần Quốc Tuấn đã đọc hịch tướng sĩ với những lời lẽ thống thiết, thể hiện lòng căm thù giặc cao độ, để kêu gọi các tướng sĩ chuẩn bị đánh giặc. Ta thường đến bữa quên ăn, nửa đêm vỗ gối, chỉ căm tức chưa xả thịt lột da, lúa gan uống máu quân thù. Mặc dù quân dân nhà Trần đã chuẩn bị kỹ lưỡng, nhưng thế giặc quá mạnh, quân Nguyên tấn công nước ta từ hai phía Nam và Bắc. Tình thế hết sức nguy ngập, Trần Quốc Tuấn buộc phải cho quân vừa đánh vừa rút lui để bảo toàn lực lượng. Nghe tin quân ta không chặn được giặc phải rút lui, vua Trần lo lắng, vội vã cho vời Trần Quốc Tuấn đến. Thấy nhà vua tỏ vẻ hoang mang, Trần Quốc Tuấn liền thưa: nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần trước đã. Nhà vua sốt ruột hỏi: vậy kế sách của khanh thế nào? Tâu bệ hạ, việc rút lui chỉ là tạm thời để bảo toàn lực lượng trước đạo quân 50 vạn tên do Thoát Hoang dẫn đầu. Với hai cánh quân còn lại thì phải đánh tới cùng. Theo đúng dự đoán của Trần Quốc Tuấn, sau một thời gian, quân Nguyên bắt đầu mệt mỏi, phần vì thiếu lương thực, phần vì không hợp khí hậu. Thấy nhuệ khí của quân giặc suy giảm, Quốc Tuấn hạ lệnh cho quân sĩ đồng loạt tấn công vào các doanh trại của giặc đóng dọc sông Hồng. Trước sức mạnh như vũ bão của quân ta, giặc không chống cự nổi. Thoát Hoang vội vàng cầm quân chạy từ Thăng Long sang Gia Lâm và Bắc Ninh, quân ta đuổi theo sát gót. Chạy tới cầu phao bắc qua sông Thương, quân giặc hốt hoảng đùng đẩy chen chúc nhau qua cầu. Thình lình cầu phao bị đứt, quân Nguyên rơi xuống sông, chết đuối nhiều vô kể, làm nghẽn cả một đoạn sông. Thoát Hoang trên đường tháo chạy phải liều chui vào ống đồng cho quân lính khiêng chạy mới thoát chết. Tướng giặc Toa Đô đang từ Thanh Hóa tiến quân ra, không hề hay biết tình hình ngoài Bắc, cũng bị quân ta liên tiếp chặn đánh và chém đầu. Tên Ô Mã Nhi thì may mắn thoát chết, cuống cuồng chạy về nước. Hay tin thất trận, Hốt Tất Liệt giận dữ quát mắng quân sĩ: các ngươi là một lũ ăn hại! Tất cả đều cúi đầu im phăng phắc. Hắn gằn giọng tiếp: ta phải quyết đánh bại nước Nam. Ta sẽ dốc toàn bộ lực lượng vào cuộc chiến một lần nữa, để xem lần này bọn Mang Nam có chống nổi ta không. Đầu năm 1288, quân Nguyên lại tràn sang xâm lược nước ta lần thứ ba, thế giặc rất mạnh. Vua hỏi Trần Quốc Tuấn: theo khanh, tình thế lần này ra sao?
Trần Quốc Tuấn khẳng khái tâu: "Theo thần, năm nay thế giặc nhàn, việc ta đánh được chúng là điều chắc chắn." Lần này, vua Trần giao toàn quyền cho Trần Quốc Tuấn trực tiếp vạch kế hoạch chống giặc. Rút kinh nghiệm từ hai lần thất bại trước, lần này bọn giặc cũng ra sức tìm quân chủ lực của ta để tiêu diệt, nhưng cũng không thành. Đã thế, quân Nguyên lại bị quân ta tấn công liên tiếp, buộc chúng phải co cụm về Vạn Kiếp. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nhận định: "Giặc đã rơi vào thế bị động, quân ta phải uy hiếp liên tục, buộc chúng tháo chạy để đánh trận quyết định." Biết trước Ô Mã Nhi sẽ qua sông Bạch Đằng trên đường rút về, Trần Quốc Tuấn nói với tướng sĩ: "Xưa nay sông Bạch Đằng là địa thế rất thuận lợi cho việc mai phục. Quân giặc đang rút lui nên chúng rất hoảng loạn, ắt hẳn ít đề phòng. Theo đó ta áp dụng kế lấy cọc đóng xuống lòng sông rồi mai phục." Tướng sĩ rất đồng lòng với kế sách của chủ tướng. Hưng Đạo Vương trực tiếp đi thám sát địa hình và lệnh cho quân lính đóng cọc xuống lòng sông. Lần đó con voi chiến của ông chẳng may bị sa lầy, không cách nào cứu được. Trần Quốc Tuấn đành ứa nước mắt để con voi lại và nói: "Nếu lần này không phá xong giặc Nguyên thì ta quyết không về bến sông này nữa." Vào đầu tháng 4 năm 1288, thuyền giặc do Ô Mã Nhi cầm đầu từ Đá Bạc hùng hổ tiến vào sông Bạch Đằng. Trần Quốc Tuấn ra lệnh cho một tốp quân sĩ bơi một chiếc thuyền nhỏ ra khiêu chiến với địch, nhưng phải giả thua chạy để nhử địch vào trận địa. Quân Nguyên thấy thuyền của quân ta thì hò hét dồn dập tấn công. Thuyền ta giả vờ thua chạy, bọn giặc càng ra sức đuổi theo. Đến trận địa cọc, quân ta từ các phía bắn tên ra và đồng loạt quay thuyền phản công dữ dội. Quân địch hốt hoảng rút lui, tiếng la hét hoảng loạn vang cả một khúc sông rộng. Đúng lúc đó, nước sông Bạch Đằng rút, đội thuyền của giặc bị cọc nhọn đâm vào, chiếc thủng, chiếc vỡ tan thành, quân Nguyên phần lớn bị tiêu diệt. Cuộc kháng chiến chống quân Mông Nguyên lần thứ 3 của quân dân nhà Trần đã thắng lợi hoàn toàn, đất nước ta lại sạch bóng quân thù. Trải qua 3 lần chống quân xâm lược, bây giờ Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn tuổi đã cao. Hôm đó trên bầu trời bỗng xuất hiện một ngôi sao xa như báo hiệu điều chẳng lành. Hôm sau ông ốm nặng, vua Trần tới thăm và cúi xuống bên giường bệnh: "Nếu chẳng may giặc phương Bắc lại đến xâm lược thì ta phải làm thế nào?" Trần Quốc Tuấn thưa: "Phải khoan thư sức dân để làm kế sâu rễ bền gốc, đó mới là thượng sách giữ nước." Vua Trần cảm động nói: "Đất nước thật may mắn vì có một vị tướng tài giỏi, hết lòng vì nước lại thương dân như khanh, đó quả là cái phúc lớn của toàn dân." Ít ngày sau, Trần Quốc Tuấn qua đời, nhân dân cả nước bàng hoàng, ai ai cũng ngậm ngùi thương tiếc. Trần Quốc Tuấn là người có đạo đức sáng trong, là một nhà quân sự kiệt xuất, luôn nêu cao quyết tâm giữ vững tình đoàn kết keo sơn vì nghĩa cả. Ông là biểu tượng ngời sáng của tinh thần trung quân ái quốc, là linh hồn của những chiến công hiển hách nhất của dân tộc ta ở cuối thế kỷ 13. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn là vị anh hùng dân tộc được cả thế giới biết đến và ngưỡng mộ, là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam.